Nằm ở trung tâm các tỉnh Việt Bắc với diện tích gần 486.000 ha, Bắc Cạn là tỉnh có lợi thế về các sản phẩm nông và lâm nghiệp, trong đó nổi bật là gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và các sản phẩm nông sản có thương hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý như cam, quýt, hồng không hạt, miến dong và gạo ba thai. Với mong muốn tạo được sự kết nối vững chắc giữa các đơn vị sản xuất và các doanh nghiệp phân phối, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, đồng thời góp phần thiết thực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức hội nghị giới thiệu sự kiện tuần lễ cam, quýt và các đặc sản tỉnh Bắc Cạn diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 12 tại Hà Nội. Tại hội nghị này thì rất mong muốn là thứ nhất là cho các hợp tác xã, các doanh nghiệp của mình có được sản phẩm ấy, cũng được đi để giới thiệu cho cả nước biết. Thứ hai là cũng học tập các tỉnh bạn, cái mô hình của các tỉnh bạn xem để mình tiêu thụ các sản phẩm thế nào. Và về phía tỉnh thì cũng học tập các tỉnh bạn những cơ chế chính sách thêm để làm sao hỗ trợ cho hợp tác xã, các cái cơ sở chế biến. Và quan trọng nhất người nông dân bây giờ trồng ra là phải tiêu thụ được. Thì cái điểm rất quan trọng nên hiện nay là tỉnh đã tổ chức chương trình OCOP, tức là mỗi làng, xã là một sản phẩm để tiêu thụ các cái sản phẩm này cho người dân của Bắc Cạn. Hy vọng rằng qua đợt này Bắc Cạn là có được cái dịp để giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của Bắc Cạn với lại đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là trên cái địa bàn thủ đô Hà Nội. Chúng tôi mong rằng là với những cái tiềm năng lợi thế các cái sản phẩm của Bắc Cạn hiện có, rất mong được đón nhận, mời chào các cái doanh nghiệp đến để cùng liên kết cũng như là trao đổi thực hiện việc tiêu thụ các cái sản phẩm giúp cho Bắc Cạn để làm sao giữa người dân Bắc Cạn, doanh nghiệp Bắc Cạn có sự kết nối gắn kết với lại các cái doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng ở khắp các cái vùng miền, đặc biệt là về với thủ đô Hà Nội. Khi đến với lại hội nghị lần này thì kỳ vọng rất nhiều là vừa rồi tỉnh có tổ chức đánh giá sản phẩm OCOP, mỗi xã phường một sản phẩm, thì sản phẩm của nhà máy là đạt 4 sao. Nó là một kỳ vọng mới mở ra là để xúc tiến quảng bá thương hiệu để cho tất cả các người tiêu dùng được chưa trải nghiệm và nhận xét đánh giá chất lượng sản phẩm. Công ty hay là bất cứ một đơn vị nào cũng rất là mong muốn là tìm được những cái đối tác để hợp tác, để cùng phát triển, để làm sao đưa giới thiệu được sản phẩm đến nhiều nơi hơn nữa và đến được nhiều khách hàng hơn nữa. Sự kiện là diễn đàn để tỉnh Bắc Cạn giới thiệu tiềm năng, các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội đến với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư, sản xuất và phân phối các sản phẩm có chất lượng của tỉnh Bắc Cạn đến với người tiêu dùng.